Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trong chăn nuôi heo, heo con sau khi sinh có sức khỏe rất non yếu, sức đề kháng với bệnh tật kém. Vì vậy, người chăn nuôi cần phải rất chú trọng chăm sóc sức khỏe của heo con sau khi sinh. Tuy nhiên, sau khi sinh thì có một quy trình ngoại khoa cần phải can thiệp cho heo con trong giai đoạn bú mẹ. Các quy trình này thì không còn xa lạ gì đối với các hộ chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi, nhưng chúng ta đã làm đúng hay chưa? Cái sai mà chúng ta hay gặp là gì? Sau đây mời quý bà con cùng Dr. Vet đi tìm hiểu 3 quy trình ngoại khoa trên heo con giai đoạn bú mẹ. Thứ nhất là về bấm nanh hoặc mái nanh. Tại sao lại phải bấm nanh hoặc mái nanh? Heo con sinh ra có 8 chiếc răng nanh. Lý do chính để bấm nanh hoặc mái nanh là để ngăn ngừa tổn thương đối với núm vú và bầu vú của heo mẹ. Điều này có thể dẫn đến việc heo mẹ miễn cưỡng cho con bú, năng suất của heo nái giảm và heo con chậm lớn. Ngoài ra thì bấm nanh, mái nanh cũng có thể ngăn ngừa vết thương vùng mặt của những con cùng trang lứa khi tranh nhau núm vú. Vết thương trên mặt cho heo của heo con có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn tụ cầu hoặc là liên cầu xâm nhập vào cơ thể và để dẫn đến sự phát sinh, phát triển của những bệnh này ở giai đoạn về sau. 2. Khi bấm nanh, mái nanh có thể gặp những nguy cơ nào? Việc bấm nanh, mái nanh không được thực hiện đúng cách có thể dẫn đến những ảnh hưởng sau. Khi bấm nanh, mái nanh quá sát vào nứa có thể gây tổn thương nứa hoặc là chảy máu. Khi bấm nanh có thể bị mẻ nanh, chảy máu do dụng cụ bấm nanh quá cùn. Nếu nanh bị vỡ hoặc sót nanh, heo con sẽ bị viêm lợi, không bú được dẫn đến heo bị còi cọc, nguy cơ nhiễm bệnh rất chi là cao. 3. Nên bấm nanh, mái nanh khi nào? Chỉ nên tiến hành bấm nanh và mái nanh khi heo con chào đời đủ 24 tiếng. Tại sao Dr. Vet lại không khuyến cáo bà con bấm nanh ngay sau khi đẻ? Khi bấm nanh, mái nanh, có thể heo con bị đau răng không bú được sữa, mà lượng kháng thể trong sữa đầu của heo mẹ là cao nhất. Nếu không bú được lượng sữa này thì sức miễn dịch của heo con sẽ bị giảm. Nếu bấm ngay sau khi đẻ thì heo mẹ, trường hợp đẻ liên tục, có thể người đã đẻ sẽ quên bấm dẫn đến hiện tượng là bấm sót. 4. Mái nanh như thế nào là đúng? Chỉ nên bấm nanh hoặc là mái nanh phần nhọn của nanh. Khi bấm, mài, các nanh nên bằng nhau, không nên để chênh lệch quá nhiều. Các dụng cụ bấm, mài nên được vệ sinh, sát trùng sạch sẽ. Kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi bấm để quá trình bấm, mài nanh không bị ảnh hưởng. 2. Cắt đuôi. 1. Tại sao lại phải cắt đuôi? Sẽ có rất nhiều quý bà con không biết là tại sao cần phải cắt đuôi heo và lo sợ cắt đuôi sẽ gây đau, ảnh hưởng đến sự phát triển của heo con. Tuy nhiên thì trên thực tế, việc cắt đuôi heo lại mang lại rất nhiều lợi ích và các lý do để cắt đuôi cho heo nhằm các mục đích sau. Thứ nhất, cắt đuôi cho heo con nhằm mục đích giúp heo con sẽ không cắn đuôi và giảm hiện tượng xô xát nhau trong đàn. Giúp heo mau lớn bởi vì năng lượng mỗi ngày chuyển hóa vào phần đuôi là 15%, việc cắt đuôi cho heo lúc này là rất cần thiết. Phần đuôi heo là phần thừa, rất vướng víu, có thể heo mẹ dẫm lên hoặc đè lên. Khi mà heo mẹ dẫm lên, đè lên trong quá trình bú thì có thể là cắn con, gây nguy hiểm và có thể gây chết heo con. Về phần 2, nguy cơ phát sinh từ việc cắt đuôi nếu không đúng kỹ thuật. Việc cắt đuôi quá sát vào cơ thể có thể làm tổn thương cơ nâng âm hộ hoặc là hậu môn và làm gia tăng nguy cơ bị sa trực tràng. Ngoài ra, khi cắt đuôi thì không để quá dài bởi vì dễ bị phát sinh trong tình trạng là cắn đuôi. Đối với heo chọn làm giống, khi đẻ, đuôi dài sẽ làm tăng nguy cơ bị viêm âm hộ, tử cung khi bước vào giai đoạn sinh sản. Nếu cắt không đúng kỹ thuật, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh thì có thể bị chảy máu hoặc là nhiễm trùng. 3. Cắt đuôi như thế nào là đúng? Việc cắt đuôi cho heo nên được tiến hành trong vòng 24 giờ sau khi heo sinh ra vì đây là khoảng thời gian heo con dễ cầm máu, đuôi heo mềm và heo con ít bị stress nhất. Heo còn nhỏ có thể giữ và cắt đuôi một cách dễ dàng và đặc biệt giai đoạn này thì heo con được bú sữa mẹ nên sức đề kháng của heo con rất chi là tốt. Cắt đuôi đúng kỹ thuật là cắt đuôi khoảng 2,5cm tính từ đầu đuôi vào cơ thể con heo. Việc cắt đuôi heo thì cần được thao tác nhanh gọn, dứt khoát, dụng cụ cần sắc và vệ sinh sạch sẽ, sát trùng. Sau khi cắt đuôi thì cần bôi iodine để vết cắt nhanh lành và hạn chế nhiễm trùng. Và để hạn chế stress, hạn chế công tác thú y và công nhân thì bấm nanh hoặc mái nanh, cắt đuôi thì được thực hiện trong một lần là sau 24 giờ sau sinh. 3. Thiến heo. Thứ nhất, tại sao phải thiến heo?
Heo đực không được thiến hoặc heo nọc khi giết mổ thì thân thịt có mùi rất chi là đặc trưng và khó chịu. Mùi này thì sẽ nặng hơn khi được thịt được nấu chín và không phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Khi heo đã thiến thì tính tình trở nên hiền hơn, không phá phách, chạy nhảy và không ảnh hưởng đến tăng trọng. 2. Thiến heo như thế nào là đúng? Thời gian thiến heo phù hợp là 5 đến 7 ngày sau sinh. Tuy nhiên, khoảng thời gian này thì phụ thuộc nhiều vào sức khỏe của đàn heo. Đối với những đàn heo đang bị bệnh hô hấp hay tiêu chảy thì tuyệt đối không được thiến heo. Khi thiến heo thì cần chú ý là mỗi con có 2 tinh hoàn, nhiều trường hợp tinh hoàn ẩn thì cần thực hiện lấy ra đủ. Quá trình rạch ra để lộ tinh hoàn thì không rạch quá to làm vết thương khó lành. Dụng cụ như dao rạch cần được sát trùng sạch sẽ sau khi thiến. Tại vị trí thiến thì cần bôi sát trùng tối thiểu là 3 ngày, mỗi ngày tối thiểu bôi 1 lần để hạn chế nhiễm khuẩn. Ngoài ra thì quý bà con nên tiêm một mũi có thành phần amoxicillin như sản phẩm Biocillin 150 LA để phòng nhiễm khuẩn. Như vậy, Dr. Vét đã chia sẻ với quý bà con một số kiến thức về ngoại khoa trên heo như bấm nanh, cắt đuôi và thiến heo. Rất mong với những chia sẻ này của Dr. Vét thì có thể giúp cho bà con có nhiều kiến thức trong chăn nuôi hơn. Và chúc cho bà con chăn nuôi ngày càng thành công, có nhiều kiến thức hơn nữa để giúp cho nền chăn nuôi của Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi các video của Dr. Vét. Xin chào và hẹn gặp lại!